đứa con nuôi. Đi mau, tránh xa nhà ta ra. Mới sáng ngày ra đã phiền toái, con chó lạc ở đâu mà nhem nhuốc thế chứ? Tội nghiệp mày quá, kiếm chút gì cho chú mày ăn đã nha. Bà xem này, tắm rửa xong, nơm bộ lông nó trắng muốt đẹp quá bà. Có nó sớm tối quay quần thì vui biết mấy, khốn nỗi năm nay mất mùa. Lương thực nhà mình chỉ đủ ăn để dành dụm, tôi sợ. Bà đừng có lo, mai tôi sẽ đi đào bãi khoai ở cuối vườn, chắc cũng được một ít đấy. Trời, vàng từ đâu mà nhiều thế này? Mày trả ơn cho ta đúng không chú chó nhỏ? Mày cừ lắm, phải đi báo cho bà ấy mừng mới được. Trời, không ngờ con chó nhết nhác ấy lại được việc đến vậy. Này ông bà kia, mau trả lại con chó cho tôi. Hôm trước vì giận nên tôi mới xua nó ra đường đấy. Nhưng mà nếu như ông thật là chủ của nó thì tại sao nhìn thấy ông nó lại sủa dữ dội vậy? Không việc gì đến ông, chả nhẽ tôi còn phải đi chứng minh cho ông nó là chó của tôi chắc. Đồ vô tích sự, chạy cả ngày rồi mà không tìm ra chỗ giấu vàng hả? Vậy, vậy đi tìm vàng cho ta mau. Không được thì đừng có hòng nghỉ. Tắt thở rồi sao? Tức không chịu nổi, đang đâu rước của nợ về. Lẽ ra ta không nên để ông ta mang mày đi, khổ thân mày quá. Mày hãy yên nghỉ ở đây nha. Bà ơi, vậy là điều đêm qua tôi mơ là sự thật rồi. Chú chó ấy về báo mộng cho tôi rằng ngày sáng nay hãy ra đốn cây này về làm cối giả bánh. Đúng là có sự lạ rồi. Cây cây chúng ta trồng đã lâu, thời tiết khắc nghiệt quá không thể lớn được, thế mà nay đã sừng sững thế này. Nhà này sao bỗng dưng lại có cái cây to đùng trước cổng? Hôm trước mình qua làm gì có cái cây to nào cơ chứ. Lạ thật. Ông khéo tài thật đây. Chiếc cối đẹp quá. Gạo nếp nấu xong rồi, để tôi mang ra giã bánh nha. Bà lấy ra đi để tôi giã. Cối to thế này, giã loáng cái là xong ngay. Chuyện kỳ lạ gì thế này? Tiền vàng từ đâu ra? Bà ơi, chú chó ấy hẳn là một vị thần, đến cứu giúp nhà chúng ta rồi. Bà hãy cất tiền này đi, dùng mua lương thực mùa đông. Còn cái cối để tôi cất đi, nó không phải là cái cối thường đâu. Ấy khoan hãy cất, cho tôi mượn về giá bánh đã nào. Con chó ấy chẳng gì cũng là của tôi, giờ có lộc, không lẽ ông bà định hưởng một mình hả? Ông thế là thế nào? Lão ta thì giá ra tiền vàng, còn mình giá mãi cũng không ra cái gì là sao? Thật là vô tích sự. Đấy, cái cối của ông đấy, ông nhận về đi. Hỡi ông lão tốt bụng, hãy đem tro này rắc cây anh đào trong vườn, hoa ắt sẽ nở rộ mang đến phước lành. Ta chính là thần núi ở vùng này, hôm đó gặp nạn hóa thành chú chó mà lão đã cưu mang, ta không thể quên ơn. Tôi xin cảm ơn thần núi. Anh đào xuân sang mới nở hoa, sớm nhất cũng phải đầu tháng 1. Ông bà lão quá là giỏi, giữa mùa đông lạnh giá mà trồng được hoa nở rực rỡ thế này là chuyện hiếm có. Bây đâu,
mau ban thưởng hậu vào. Đa tạ ơn vua ban. Ta cũng phải được vua ban thưởng, phải hậu gấp mấy lần nhà lão gia kia kia. Có gì đâu nào, chỉ cần rắc tro từ cái cối này vào. Xin đức vua hạ giá vào vườn nhà hạ dân. Vào đây ngài sẽ được chứng kiến tôi làm hoa anh đào heo úa nở hoa ngay trước mắt ngài. Được, tốt lắm. Vùng này quá là nhiều người tài, vậy ông mau vào làm đi. Tên lừa đảo to gan dám làm tối tăm mặt mũi ta. Hoa anh đào hay là hoa tro thế hả? Lính đâu, mau bắt ông ta tống giam chờ xử tội. Xin nhà vua tha mạng. Lôi đi mau lên. Giá trị của lao động. Mệt quá. Anh bò, sao hôm nào tôi cũng thấy anh mệt mỏi thế? Trời ơi, ngày nào chẳng phải đi chở hàng cho ông chủ, hôm nay ông chủ lại buôn hàng tận chợ huyện, chết đi được. Tôi chắc sắp không sống nổi nữa rồi. Tội nghiệp anh quá. À, tôi có cách này giúp anh nghỉ ngơi vài hôm đấy. Giúp tôi hả? Cách gì vậy? Sao lại phải làm thế? Làm thế thử hỏi có tác dụng gì chứ? Chỉ tổ khổ thêm thì có. Anh cứ nghe theo tôi, ắt thấy tác dụng ngay. Tôi không có suối dạy anh đâu. Chẳng nhẽ dễ thế thôi hả? Hay mình cứ làm thử xem sao? Được thì tốt quá. Mày làm sao thế này? Mày làm sao thế? Thôi chết, chắc nó làm việc quá sức, thành ra ốm rồi. Thôi, để cho nó ở nhà nghỉ ngơi vài bữa vậy. Trời ơi, không ngờ mèo nói chuẩn thế. Chỉ cần có thế mà mình đã được ở nhà nghỉ ngơi rồi. Mèo trông vậy mà tài thật. Sớm thế nhỉ? Hả? Thì ra bò không phải bị ốm, mà là giả vờ để bắt mình phải đi làm thay sao? Phải tìm cách dạy cho nó một bài học mới được. Anh ngựa đã về rồi đấy à? Xin lỗi anh, tôi ốm quá, thành ra đành phải nhờ anh làm giúp. Công việc có mệt lắm không anh? Công việc thì cũng chẳng có gì, nhưng... Ồ, anh sao thế? Có chuyện gì mà anh khóc dữ vậy? Tôi cứ nghĩ mà lại thấy thương anh quá. Sao mà anh phải thương tôi đến thế? Tôi chắc cũng chỉ ốm sơ sơ thôi mà. Không, chắc là sáng nay tôi nghe ông chủ nói, nếu mai mà anh không khỏi ốm là ông ấy mang anh đến lò mổ bán đây. Tôi nghĩ mà thương anh quá. Sao? Thật vậy sao?
Mày hơi ốm rồi hả? May quá. Đúng là đồ con bò. Người bác sĩ có tâm. Người nhà anh đang trong phòng mổ à? Vâng, vợ con đang ở trong ấy. Tuần trước, cô ấy bị chẩn đoán có một khối u lành trong ổ bụng, nên hôm nay tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ nói, đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, không có gì đáng nguy hiểm cả. Vợ anh là may đấy, được đích danh bác sĩ Huy mổ cho, yên tâm tuyệt đối rồi còn gì. Vâng, con biết, ông ấy đường đường là trưởng khoa, lại là người nhiều kinh nghiệm, phải đặt lịch hẹn mãi mới được bác sĩ mổ cho đấy. Trời ơi, gì thế này? Sao lại có thể thế được chứ? Trời ơi, thì ra đây không phải là một cái u sao? Sao mình lại có thể chẩn đoán nhầm được cơ chứ? Chuyện gì thế này? Sao lại là một bào thai? Làm sao đây? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì thanh danh của mình còn đâu chứ? Bác sĩ, chúng ta phải làm sao đây? Nếu người nhà họ biết được, e rằng sẽ có chuyện không hay. Cách tốt nhất là chúng ta hãy cứ nói rằng đây là một cái thai dị dạng, không thể giữ lại. Như vậy, họ không thể có lý do gì để trách cứ chúng ta. Kiếp mổ của chúng ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ngài thấy sao? Đây là sai lầm lớn của mình, sai lầm lớn nhất từ trước tới nay. Nếu thú nhận thì có thể đây sẽ là ca mổ cuối cùng trong cuộc đời mình. Nhưng nếu không... Đã gần một tiếng rồi, sao lâu vậy nhỉ? Nhưng nếu không, mình sẽ phải làm một việc thất đức. Bác sĩ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ngài phải quyết định thôi. Xin hãy cứ làm theo cách của tôi, ngoại trừ những người trong căn phòng này, còn ai có thể biết được chứ? Không được, bác sĩ, ngài... Hãy chuẩn bị dụng cụ khâu cho tôi sẽ khâu vết mổ này lại. Rất may do phát hiện kịp thời, nó không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân, cũng như của thai nhi cả. Nhưng... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với gia đình bệnh nhân về sai sót này. Có thể đây sẽ là ca mổ cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Nhưng đổi lại, tôi sẽ có cả một quãng đời còn lại không dây dứt, ấy nấy. Trời ơi, bác sĩ, đã sai thì cho sai luôn. Ngài cứ nói nó là một cái thai chết dị dạng, ai có thể biết được cơ chứ? Sao lại không ai biết? Nào, nhanh tay và phải rất cẩn thận. Để sau này, bà mẹ trẻ sẽ sinh ra một viên ngọc nhỏ dễ thương, khỏe mạnh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!